Khối u và tế bào ung thư. U đĩa là gì? Một u nhọt nhỏ bằng đầu chiếc đũa khi mọc lên da thì nó đã đau nhức, và nó đau nhức cho đến khi u vỡ miệng chảy mủ máu cho đến xẹp u hết mới khỏi đau nhức. Thế mà khối u đĩa lù lù phát triển lớn lên và tiếp tục lớn mãi mà không bị đau nhức. Tại sao vậy? Khối u có nhiều dạng khác nhau nên nó rất phức tạp, nhưng đứng ở góc nhìn do năng lượng tác động thì ung thư không phải là nan y. Nhìn khối u theo góc nhìn về năng lượng sẽ thấy như sau. Một khối u cổ và não là do máu cung cấp mã số năng lượng cho não không đúng. Cổ là bộ phận kiểm soát và lọc chọn, nếu đúng năng lượng sẽ cho nhập vô não, nếu không đúng năng lượng sẽ bị ngăn chặn lại, do đó năng lượng bị dồn nén tại vùng cổ. Dạng này có khối u cứng, khối u này báo động não bị mất nguồn hoặc ruột non bị rối loạn nên cung cấp sai năng lượng cho bộ não, não xài năng lượng nhẹ và thanh sạch. Như vậy khối u vùng cổ, đầu và não là do máu cung cấp năng lượng sai không đúng cho não. Hai khối u tử cung, u buồng trứng, u vú, u tuyến tiền liệt, u trong xương, dạng khối u này do rối loạn năng lượng của hệ thống thủy, thủy chịu trách nhiệm tái sinh sản tế bào mới duy trì sự sống thể xác, do đó, một khi năng lượng đạm dư thừa thì máu sẽ tìm cái kho tạm cất giữ vô tình năng lượng thừa biến thành khối u, dạng này lành tính nên không gây đau nhức nhưng nó gây ách tắc giao thông. Ba khối u bao tử, u vòng họng, u gan, u phổi, u đại tràng, hệ tiêu hóa. Khối u ở hệ thống ngũ tạng là nhà máy sản xuất năng lượng, nếu tế bào ngũ tạng đầy đủ thì không bị đau, không bị u đĩa chi cả, nhưng do ăn mất cân bằng 4 năng lượng, gồm đạm tinh bột béo đường, một cơ phận có năng lượng thừa dồn nén nhiều thì gây u, cơ phận nào bị thiếu năng lượng thì bị đau nhức. Nhìn từ góc độ năng lượng thì khối u chỉ là một cảnh báo sự bất ổn định của ba hệ thống năng lượng. A. Rối loạn năng lượng não thì khối u mọc từ cổ lên đầu và sâu trong não. B. Thừa năng lượng tụt thì khối u mọc trong xương, trong tử cung, buồng trứng, trong vú, phụ nữ, còn nam thì bị u tuyến tiền liệt, xương hoặc tinh hoàn. C. Rối loạn năng lượng của ngũ tạng thì khối u mọc lên một cơ phận nào yếu nhất sẽ bị u trước. 4. Tế bào ung thư. Hệ thống tủy chủ quản tế bào gốc, do đó, khi hệ thống năng lượng bị rối loạn, hỗn loạn thì tủy buộc phải đưa lực lượng đặc nhiệm đi giải tỏa. Lực lượng này bị chúng ta đặt cho cái tên tế bào dị dạng gọi là tế bào ung thư. Để tái lập trật tự, não thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm tái lập lại trật tự, kể cả phá bỏ khối u, tế bào ung thư do tủy tạo ra. Khi lực lượng này làm việc thì nó tiêu thụ nhiều năng lượng đường, và như chúng ta biết là tế bào ung thư ăn đường. Nhưng thay vì đi giải cứu tế bào thì tế bào đặc nhiệm lại bị ném bom nguyên tử, bom hóa học đến chết thảm. Khi cơ thể đã mọc khối u, chúng ta cần duy trì mức năng lượng ổn định, làm cho cơ thể không bị sụt cân giảm kg, thì khối u ở dạng lành tính. Nếu bị giảm cân nhanh thì sức lực tiêu tan sẽ rơi vào di căn. Tế bào chết nhanh vì không có năng lượng nuôi sống, nghĩa là sự sống bị thu ngắn mà không cấp cứu được năng lượng cho tế bào. Biểu hiện rõ nhất là buồn nôn hoặc biếng ăn. Trong tình huống nào thì thể xác cũng cần ăn đúng và ăn đủ số năng lượng nuôi sống mỗi ngày duy trì được sức khỏe thì cơ may chữa trị là cao và không sợ bị di căn và sẽ không chết vì bệnh ung thư. Tác giả chú Phạm 8. Chú Phạm Kim 8 sinh ngày 15 tháng 1 năm 1951, chú đã mắc ung thư năm 32 tuổi và đã tự chữa khỏi bằng cách vô tình chỉ ăn chè đường 8 năm liên tục. Trong cái rủi có cái may, chú 8 đã được bộ não mách bảo tìm hiểu thực hành kiểm chứng để hoàn thiện và hệ thống ra phương pháp cân bằng năng lượng. Chú 8 đã mở khóa học ổ lại phương pháp cân bằng năng lượng này trên Facebook cho những ai thực tâm muốn tìm hiểu, muốn làm bác sĩ cho chính mình với học phí 1,5 triệu đồng. Khóa học có 12 bài giảng về lý thuyết cơ sở khoa học của phương pháp, nguồn gốc, cách chữa và phòng tránh các loại bệnh vân vân, có thể học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một cái điện thoại có mạng internet. Sau khi học và hiểu về phương pháp cân bằng năng lượng Phạm 8 này, bạn sẽ tự chữa bệnh cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, chỉ với các nguyên liệu bán đầy ngoài chợ và còn nhiều hơn thế nữa. Với học phí 1 triệu 500 ngàn đồng so với những gì bạn được thì số tiền này chỉ như là một món quà nhỏ bạn tặng cho chú 8 mà thôi. Để biết cách đăng ký khóa học này, các bạn nhắn tin vào Facebook chú Phạm 8 hoặc Facebook chị Hạnh Mỹ. Cảm ơn quý vị đã xem hết video này. Nếu thấy thông tin bổ ích, quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn nút cái chuông để không bỏ sót các